Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2019-2024 với chủ đề Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, quyết thắng do Đảng ủy Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào sáng nay. Tham dự đại hội có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải. Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 đánh giá, phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang thành phố Hồ Chí Minh đã kết hợp chặt chẽ với các cuộc vận động của các cấp, các ngành, phong trào thi đua yêu nước của các địa phương, nhất là thực hiện có hiệu quả cuộc vận động, phát huy truyền thống cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ. Trong thời gian tới, lực lượng vũ trang thành phố tiếp tục làm tốt công tác thi đua khen thưởng, đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, đảm bảo nội bộ luôn dân chủ, đoàn kết, có năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu cao, lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và khắc phục triệt để các yếu kém, khuyết điểm, không để tự diễn biến, tự chuyển hóa, không ngừng nâng cao chất lượng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, đi vào chiều sâu, vững chắc, lấy vững mạnh về chính trị làm cơ sở. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải đánh giá cao phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang thành phố thời gian qua. Nhiều mô hình mới, nhiều điển hình tiên tiến, tấm gương tiêu biểu xuất sắc được tuyên dương, nhân rộng, tiếp tục thể hiện sinh động hình ảnh phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, tạo nhiều ấn tượng tốt đẹp trong nhân dân. Đồng chí nhấn mạnh, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng quân đội trong tình hình mới đặt ra yêu cầu cao hơn, nhất là xuất phát từ vị trí vai trò của thành phố Hồ Chí Minh, đòi hỏi phải xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh toàn diện, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Dịp này, 15 tập thể và 17 cá nhân được đón nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.